Xin chào các em. Bây giờ chúng mình cùng học đố con vật nhé. Đây là con gì? Con chó. Con chó. Con chó đang làm gì? Nó đang sủa để giữ nhà. Có mấy con chó ở đây? Có hai con. Hai con chó này có màu gì? Hai con chó này có màu gì? Một con chó màu vàng và một con chó màu đen. Một con chó màu vàng và một con chó màu đen. Con chó này màu đen. Màu đen. Màu đen. Con chó này màu vàng. Màu vàng. Màu vàng.